Xin chào quý cô bác anh chị cùng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Hiện tại thì mình đang đi lên trên nhà em Cù. Thì sáng nay em Cù có nhờ anh em bạn bè đến giúp hộ gùi cát để mà láng cái nền cho nhà cháu Pó ấy. Thì sáng nay mình mua thức ăn ở chợ lên. Đấy, vừa đi mua thức ăn ở chợ lên nên là lên hơi muộn một tí, thì anh em đã gùi sắp xong rồi, còn một tí nữa là xong. Bây giờ gùi được nhiều này cơ anh. Đấy này, nặng phết đấy. Cát này nặng mà. Hôm nay là mua thức ăn lên cho nhà em Cù đây. Thịt lợn này, rau cỏ ở đây đủ hết rồi. Em mua 4 cân thịt đấy, với lại xương, xương đầu, xương ống về để nấu canh đu đủ. Nhà Cù chắc là có đu đủ đấy, hôm trước nhìn thấy một cây rồi. Đàn ông ở dưới cái nhiều không chị? Đàn ông làm ở dưới cái nhiều không? Nào em hộ kéo nào. Nào. Ôi nặng quá. Nặng quá chị đi ít thôi. Gùi ít thôi, cái này phải đến 40 cân rồi. Sợ còn hơn đấy. Một nửa tải kia cơ mà, cát này nặng lắm. Cái này gùi ít dần thôi. Ờ xin chào. Xong chưa? Đúng rồi, xin chào anh. Ờ xin chào. Thế tí vẫn hộ Cù chứ? Sáng nay đi họp à? Vâng, sáng nay đi sinh hoạt chi bộ đi. Thì sáng nay anh điện cho em bảo là em đi họp tí trong tầm 9 giờ em mới lên. Vâng, hôm nay anh mua thức ăn lên cho nhà Cù hết rồi ấy. À vâng. Thì lấy xuống là nấu thôi. Vâng. Thì em hộ nấu cơm nhá. Vâng vâng. Em không phải làm nữa đâu. Bây giờ đi là mình em cứ đi xuống trước đi nhá. Hay lấy xe xuống được mà. Hôm qua là tiền vật liệu là còn thừa 100 thôi. Tổng là các chị với các cô giúp là có được 2.500.000. Thì đã giả tiền vật liệu là 2.400.000 rồi. Còn thừa 100.000 thì sáng nay anh mua giúp Cù lên thức ăn này là bọn anh bỏ tiền ra đấy. Thôi coi như giúp cháu Pó, hỗ trợ một tí, một phần nào. Được rồi. Cẩn thận nhá. Nhưng mà hôm nay trời khô rồi. Hôm nay còn khô hơn dưới hôm qua còn... Thôi đi nhá, thì em giúp và anh em nấu cơm nhá. Ôi dồi ôi, đồng đấy. Đấy. Các cô, các bác, các anh, các chị đến giúp nhà Cù rất là đông. Lực lượng rất là mạnh. Toàn gùi thôi, không chở xe máy bởi vì là thấy trưởng thôn bảo là trơn quá nên là không chở xe. Xe mấy người nào? Ba này. Em chào các chị nhá. À chào Si. Si cũng đến giúp đây. Rồi, thế là hơn 20 người rồi. Đông quá. Ờ. Em chào anh. Vợ trưởng thôn hôm qua là gùi được mấy chuyến rồi? Chiều hôm qua ấy. Chiều hôm qua. Ờ. 4-5 chuyến không? Bảy tám chuyến ấy. Thế à? Chị lại vác kiểu này à? Bao này hơi nặng đấy, bao này phải đến 40-50 cân. Sợ còn hơn. Đến không chị? Đến đấy. Cát nó ẩm ẩm này nặng đấy. Thế là một chuyến là gần hết rồi nhỉ? Đông người thế cơ mà. Đếm sơ qua khoảng hơn 20 người. Cái này chắc còn chục chuyến nữa nhờ chị nhờ. Thôi bây giờ em cũng đi xuống dưới kia xem nào.
đi xuống nhà em cù xem. Cày đúng hai lượt là xong rồi nhỉ. Sáng đi được mấy chuyến anh? Tính ra mấy người được mấy chuyến? Mấy người được chục chuyến rồi đấy. Chục chuyến rồi cả? Vâng. 8 giờ chiều thôi mà. À, 8 giờ mới làm thôi chứ. Vâng. Bây giờ chắc là 10 giờ kém thôi nhỉ. Ừ. Em sáng nay lại đi chợ mua ít thức ăn lên. À. Thế là lên hơi muộn tí, định lên sớm rồi. Lên thì các cô các bác cũng đã gần điệu xong cái cát. Thế một phần là dưới cái đổ à anh? Vâng. Đường may hôm nay là không mưa. Nếu mà mưa thì đường cái này đường trơn lắm. Đông người đi này rất là trơn. Một phần đàn ông con trai là đi xuống đấy để mà đổ luôn rồi. Láng luôn nền rồi. Bà con ở trên này là đoàn kết đấy nhỉ. Vâng. Giúp nhau rất là nhiệt tình. Rất nhiệt tình như thế là mới trở thành một con chứ. Vâng. Đây cũng chắc cũng anh em trong nhà đấy. Em là anh rể của nó mà. Mình là anh rể của nó mà. À anh là anh rể của cô à? Vâng. Chỉ gái là anh trai mà mình là em trai của anh rể nó. Đường này sáng nay chở xe máy chắc lại đi mấy chuyến không được rồi bắt đầu mới gùi. Đông người này gùi là nhanh lắm. Nếu mà tầm khoảng độ 5-6 người thì nói chung là cảm thấy mệt thôi nhỉ. Ờ, chào cô. Vâng, em chào anh. Sửa nước à? Ui, đường này lầy quá. Nước không về à cô? Hay là bơm ở dưới này lên? Thiếu nước à? Sáng nay anh mua thức ăn vào rồi ấy, nhá. Ờ, tí làm cho các anh, các chị, các bác đến giúp thì làm cơm. Mời cơm. Chào anh nhá. Ờ. Sáng nay chở xe máy lầy quá không đi được à? Sáng nay chở xe máy định muốn đi được nhưng mà có số bà các cô thì hỗ trợ ở cống nhiều hơn. Còn một số thì con cái này nhà nó không phạn đâu, em đang bảo. Có nghĩa là con gái nhiều hơn phải không? Ừ. Thế là gùi luôn. Gùi luôn. Ta con gái thì đi xe nó không vững bằng con trai. Số đàn ông thì đàn ông thì bây giờ vào láng liền rồi phải không? Sang cái này nhà thôi. Sắp xong chưa? Chưa. Còn đang trộn à? Ừ, đang trộn. Tí cho trưởng thôn hộ nấu cơm rồi anh bảo rồi. Chỗ này nhiều người đi lầy quá nhỉ. Ừ. May mà hôm nay không mưa đấy. Mưa đi vất hơn. Em chào anh. Vâng, khỏe chứ anh? Khỏe mà. Hôm qua nhìn thấy anh ở ngoài kia một lần rồi. À, coi xe. Vâng. Tay bẩn lắm. Ui, không sao đâu mà anh. Em cũng rửa chân á. Chân em toàn bùn này. Hôm nay nhà em cổ là kín hết người rồi. Ờ. À, chào các anh nhá. Vâng. Chuẩn bị láng chưa anh? Vâng, láng rồi. À, vừa san hết xong à? Vâng. Để nước. Liệu có đủ cát đủ xi không? Chắc đủ anh ạ. Ok. Đống này chắc không cần. Đấy, láng một cái là chắc là sạch luôn nhá. Vâng. Đảm bảo luôn. B-
Bây giờ đợi nước vào rồi là trộn à? Vâng, nước vào xong là trộn xong là lắm thôi. Cát này là đổ bên này. Hết mấy bao xi rồi? Hết chưa? 10 bao à? 7 bao rồi. 7 bao à? Vâng. Thế còn 7 bao nữa à? Chắc còn 7 bao nữa chứ. Ờ, thế chắc là đủ thôi. Vâng. Ngoài nữa chắc đủ. Đúng, đống này chắc đủ 2 gian rồi. Cái đống này chắc là được đấy. Được vâng. Về cả 2 gian này luôn. Vâng. Ở kia một tí nữa thôi. Chắc là xi vẫn thường 2-3 bao thôi. Vâng. Nhưng mà còn lãng nó xong ngày nào á? Ừ, đằng trước này đấy anh. À. Nếu mà thừa thì lãng đằng trước này. À. Đường đi cho nó mưa nó không bị trơn. Vâng. Này là bác đang nấu mẻn mén à? Hai nồi mẻn mén. Một nồi này là chín rồi đây. Cái xương đầu này trưởng thôn nấu canh đu đủ nhá. Vâng. Đấy có cả xương anh mua hết là hai mấy loại xương ấy. Kia là có cả xương sườn nhá. Xương ống các kiểu là chặt hết rồi. Còn thịt này rim cà chua. Trưởng thôn là hôm nay là không đụng, phải đụng vào cát với xi rồi. Đi họp về muộn là cho nấu cơm. À mai trưởng thôn ở nhà nhá. Mẹ mai anh vào nhà trưởng thôn có tí việc. Vâng. Có nhiều dự án với công trình sắp tới nhiều lắm. Sợ trưởng thôn là mệt đau đầu thôi. Bà con đến giúp rất là nhiệt tình anh em. Hết chưa anh? À? Hết chưa các cô? Chuyến này là chuyến cuối rồi à? Vâng. Chuyến này có vẻ hơi vơi nhỉ? Đấy hôm trước gọi một xe 4 khối bởi vì là xe em chung lên đây là đủ 4 khối luôn. Thế là chở một xe với cả 14 bao xi. Cát thì thừa ít này. Nhưng mà chưa biết là thừa hay không. Bởi vì là bây giờ đã sang bên kia đổ xem là thế nào. Nếu mà thừa thì hôm nào cho em cổ láng cái nền nhà của nhà em này. Nhà nền em cổ là nền đất. Đảo như kiểu là đi vào ruộng ấy nhở. Như bờ ruộng. Đảo bên trong chứ à cô? Bên trong chứ. Cái này là không có sỏi nhờ. Nhưng mà thực ra mình lát nền này không cần sỏi đâu mà. Đồ toàn làm đường làm ấy mới cần đó. Từ từ nhá, đúng này hơi nhiều nước. Đúng rồi, sợ nó bung ra ấy. Từ này nhiều nước đấy. Cô không đi ủng vào, không ai đi ủng vào à? Không. Hồi tí cái nước xi nó ăn chân đấy. Chân mình đang bị ăn đây này, đang bôi thuốc rồi mới không đã vào đây này. Chân anh á? Ờ. Không, không xi ăn chân à? Ờ, được. Nhiều không đâu? Nhiều không nọ làm. Không nọ đi làm dưới kia này. Dưới này. Ui nước xi này ăn chân đau lắm. Cô này như kiểu robot đấy nhỉ. Không sợ cái gì nhá. Thanh niên cô. Ừ, đây đau rồi à?
lên to luôn. Nước hơi nhiều. Nước nhiều bây giờ mới làm thế nào? Thêm tí cát vào, thêm tí xi vào nước nhỏ. Ừ, thế thì hết thêm tí cát, tí xi vào là được mà. Lấy cái sẻng đi, cụ. Sẻng nhớ có xịt mà tiền có. Lấy bổ sung thêm ít cát này vào này. Chá sạch, chá sạch rồi. Với cả mấy sẻng xi vào là được. Ít rồi, nhiều khu. Nhiều khu, hay có hay cái đó sẵn hò. Để ngâm tí vào bên này không được. Bây giờ đi à, nhớ của chân đồ nó chú à? Ủa lo hả lý? Nó nào lo thì ủa bảo với tờ quân chỉ nó đã có chút cái mũ để chẳng nói chẳng có cái gì ra thì chứ mà nó thì cũng mới là cái mũ nó thế này hay sẵn cái gì có ủa hả? Cho có thông mà hả? Cho có thông mà chỉ có thông mà lấy cho nó chửa hai ngàn nghìn phí trưởng thôn làm này được được mà. Hôm nay là nhà trưởng thôn là xuống đèn 4 người cả. Xuống giúp 4 người cả. Anh em ở trên này là hộ nhau rất là nhiệt tình. Đàn bà con gái thì đi vùi cát, bây giờ vùi xong rồi thì được nghỉ thôi. Nhà chị nhỉ? Bây giờ là đến lượt phần con trai làm. Lực lượng rất là mạnh. Cô lấy tấm ván vào ngăn những cái khe này này. Sau này bên ngoài là mình đào rãnh là nước nó không vào được đâu mà. Ốp ở ngoài cũng được. Cát xi thoải mái mà, cát xi thoải mái thừa mà. Thế cô đi ốp ở bên ngoài đi. Làm xong rửa ra được mà. Làm tấm ván bào xong rồi ấy. Lấy tấm bào xong rồi không may là bào lại lưới cưa, lưới bào lại cùn ấy. Đấy. Lấy tấm đấy được mà. Lúc nào làm xong tháo ra thì đi rửa xong là đóng vào được mà. Đây này em luồn này. Đấy, không cần dọn đâu mà luồn đi. Đi kiếm cơm à? Luồn theo khe này này. Đây. Chắn bắt là được mà, có cái gì đâu mà. Ồ, dài quá. Đây à. Tìm cái tấm gắn đi. Úp qua cái đá. Ý. Cho vào cái đá chân cột nhờ. Ờ. Trong bên ngoài mình láng lên từ bên ngoài này vào là được mà. Tao mà bố mà. Những cái ván này là em làm cửa đấy à? Ván này em bào xong này là làm cửa đấy phải không? Ván này sau em bào em phải làm vác vách cửa thì em lấy cái gỗ cái nó đẹp tí. Đấy chặn hết cho các anh đi. Để các anh cào ra luôn. Maxi này là quá đảm bảo luôn nha. Wow. Đen xì đây. Và nước xì.
Sao anh? Đây là thợ chính đây rồi. Thợ cả đây rồi. Mày này có cái đàn bà đi cái ổng to. Anh Dung là bình thường có đi làm xây không? Vẫn hay đi làm. Vẫn đi nhận công trình à? Vâng, còn là công ơi, công trình thì họ nhận rồi. Em nhìn thấy anh có cái thước này là em biết là anh là thợ rồi. Ồ, không phải thợ mà. Đúng này rồi chọn một ô này nữa được. Chú này cầu hết mạnh đi mà. Chú này khô quá. Có hết. Nên mong nó khắc cả chứ mà chuẩn là. Đấy, qua đây thì cũng xin cảm ơn chị Bình ở Nha Trang. Với cả cô Thắm. Cô Tina. Đấy, ở bên Mỹ là các đã hỗ trợ nhà cháu có này làm được cái nền bê tông sạch sẽ đảm bảo. Thịt rim cà chua. Cà chua. Vâng, tí cho cà chua vào nữa. Có cả hành nhá, tí anh cho cả hành vào cho nó thơm nhá. Vâng. Có hành. Tí anh cho một ít nước vào. Được. Cho tí cho đậu phụ xong là anh cho một ít nước vào ấy. Vâng. Xong là đun cho sôi sục lên. Thế chuẩn bị ra thì thả hành vào là được. Hai anh cái thịt kia là riêng chứ? Thịt nào? Thịt đang xào đấy rồi. Làm chung mà. Làm chung cả ô khu với thịt. Nồi canh xương này chắc được chưa? Thả đu đủ vào lâu chưa? Đu đủ ra thả. Anh vớt cái bọt này ra này anh. Cái bọt này. Đấy, anh vớt ra ngoài đi. Đấy, bọt đấy bọt bẩn lắm. Vớt cho nó nước nó sạch, nước nó trong luôn. Đu đủ này sôi lâu chưa? Chưa, đã sôi. Sôi tí là chắc là được đấy, còn tí nó nát bét đấy, nghe anh nhá. Vâng. Tí nữa anh lấy xuống nhá. Vâng. Sôi một tí thôi, đừng cho nó dừ quá. Vâng. Anh cứ đảo cho nó cái cà chua nó nát một tí xong là tí anh ha. Tí cho đậu phụ vào cho thêm một ít nước vào anh ạ. Tí để bà con chan lấy cơm ăn. Xong lúc nào gần đấy xuống thì cho hành vào là được. Bây giờ các chị em là đi gùi cát xong rồi. Bây giờ đợi đàn ông con trai đi đảo xong là trộn nữa là xong. Món gì đây trưởng thôn? Mì tôm với trứng. Ở trên này
người Mông hay làm cái món mì tôm xào trứng rán với trứng nhỉ? Không còn đâu. Cái tay là mà chết tay ra làm bận cho ít nước không là tí bỏ cái này vào nó dễ. Con cô khô mình hết. Mai Phình nhớ ở nhà nhá. Hôm nay em ở nhà. Sáng mai anh lên. Đừng quá nát thế được rồi. Có cần cho tí nước nóng không? Có cái em rửa mà. Hả? Em rửa nước nóng rồi. Không, bảo là cái này cho nó à, không. Cho nó bở ra ấy. Không cần đâu. Không cần à? Không cần nước rồi. Cho cả gói gia vị nó vào luôn đấy. Món mì tôm xào trứng. Mì tôm rán với trứng, tí đảo à, cho trứng vào xong là đảo lên xong là lấy vào trong chảo nó rán. Không cần dao à? Tay bẻ luôn à? Không, cái này nó vỡ rồi. Món này rất là hoành tráng. Cứ để đây dùng đấy. Ui, mì tôm nhiều quá nhỉ? Không nhiều đâu, đông người cơ mà. Không, thì cái trứng nó lại dính không hết, ít trứng. 30 quả không? Cái này mấy chục quả? Anh bảo lấy một khay mà. Ừ, nó bảo lấy một khay mà. Là anh gửi tiền tỏa hết rồi nhá, không về gửi đâu nhá. Nay mua thức ăn, đủ thức ăn lên đây hết hơn 700.000 đấy, gần 800 đấy. Nhìn thế rồi, nhiều thịt lợn, nhiều thứ nó đắt. Giúp em cổ thôi. Làm cho cháu bó nó xong hết cái hoàn thiện cái ngôi nhà. Cho nó đàng hoàng đi. Bây giờ là ông như đàng hoàng rồi, bát đũa giường các kiểu là đủ hết rồi. Láng nền nữa, xong rồi. Láng nền sạch sẽ nữa là ok rồi. Đấy, cho đậu phụ vào. Anh cứ mổ vuông quá là được. Anh này đúng đầu bếp đấy. Anh có phải chuyên đi làm bếp không? Có đấy. Nếu ở trong làng này, trong thôn này. Làng này một năm thì đã quên đi làm được bếp. Làm bếp trưởng được mấy lần rồi anh? 2-3 lần rồi. 2-3 lần rồi cả. Đậu phụ này liệu có đủ không? Cho cả hành vào cùng à? Ừ. Xong để một ít hành để tí cho vào cái thịt sốt cà chua kia cho nó thơm. Lúc nào cái thịt sốt cà chua đây lấy xuống thì cho vào. Đây có cho nước vào tí không? Không. Cho nước vào tí. Anh tưởng cho nước vào nó mới nở ra chứ. Cho nước vào không ra thôi đâu. Không được. Cho nước vào không được. Lúc nào làm xong cái kia thì dán cái này nhỉ? Vâng. Cái này có một ít thịt băm vào nữa thì ngon đấy nhỉ? Ừ, có thịt băm vào là ngon. Đấy, được rồi đấy. Nhìn thế thôi, dán ra nhiều lắm. Anh à, món này đấy em bảo cho vào hết có mà
Trứng rán mì tôm, trộn thêm cả hành. Do trưởng thôn Phành làm đầu bếp. Nhà Phành à? Hôm nay là tay mó trứng mì tôm. Cơm là chín hết đấy, xong xuôi hết rồi. Bây giờ nhờ vào tay nghề của Tỏa thôi. Hả? Thôi làm xong ăn cơm được mà. Nhờ, Hoa nhờ. Làm xong ăn cơm luôn nhờ. Rửa chân tay cho mà không đụng chạm gì nữa. Cái này bây giờ nó trộn xong hết rồi. Cho vào cái cột này cho nó chắc. Cột kia chứ làm xong cho là đấy, bây giờ hai người cán ra là được mà. Nhanh sống. Bên kia đủ món chưa? Đủ rồi thì ăn đi. Bón cho con ăn đi. Đủ thôi phải không? Chúng tôi. Bây giờ đợi mấy anh em ở trên kia. Rồi, anh em mình bày xong giải tán nhá. Bày xong giải tán á, tạm thời. Cho các chị với các cháu ăn cơm trước rồi. Mình ăn sau tí cũng được. Đây sắp xong rồi đây. Có tận đâu rồi. Nó tạt khác nó một cái tạt nó một chỗ nó sau kia đó nào. Nó làm một lớp chứ nó không làm chấp. Làm tạm thời thôi anh em ơi. Nặng đèn quá. Bóng quá sợ là trơn nhờ. Cơm đấy, cái này ngã đấy. Ngã ngửa đằng sau ấy. Ừ. Ngã. Đấy, mịn này cơ mà. Không ai chứng mít từ đâu cả luôn. Em là người sau cuối cùng nhất đấy. Ý hiểu tăng chỉnh á. Vâng. Anh có uống được rượu không vậy? Ừ, không. Không uống được đâu. Được. Chắc vẫn khỏe nhé. Cô biết bên này tí nào. Coi. Em biết bên kia. Cũng nản rồi mà. Hai lần rồi đấy. Ê, vẫn lộn cái đấy mà. Biết dài tay ra. Lộn cái gió chứ cô. Chị kìa. Ông gái kia rồi. Chị mất tài thì cũng mất tài mà. Tí phải che cái gì không gà nó lại nhảy vào nhá. Gà nhốt hết rồi. Nhốt hết rồi. Sợ chó nó vào ấy, tí vẫn phải che vào. Có mấy con chó nó chạy vào đây hỏng hết. Ta phải xoa lại mệt lắm. Đấy, sắp xong rồi.
Bây giờ là cho các chị ngồi ăn cơm trước, mấy anh em làm nốt xong là vào ăn cơm. Bây giờ cũng 12 giờ hơn rồi. Tỏa đói chưa? Chưa đâu gì. Ăn xong đi bắt ong tiếp nhá. Cái này hôm nào cô sẽ đổ sau cái hiên này này nhá cô nhá. Cát với chi còn thừa hôm nào nhớ là căng dây cước từ bên kia sang bên này là đổ cái hiên ngoài này nhá. Còn bây giờ lưới thừa là làm tạm ra chỗ này thôi. Tức là rảnh thì làm. Đây là đẹp rồi. Mịn rồi. Đấy bây giờ lùi ra xoa vẫn là được. Được rồi. Thước này, nó dậy này. Cuốc sẻng này ngâm hết đi cô ạ. Không tí nó bám vào hỏng hết đấy. Đi ngâm vào nước ấy, cho vào chậu ấy. Sau hôm nào rảnh là nhớ làm ngoài hiên luôn nhá. Đấy. Quá đảm bảo rồi. Đây này có mấy con chó này chỉ chạy sờ nó chạy vào đây ấy. Đóng cửa vào. Không có cửa đâu. Có sao mà cái cửa có sao? Chưa có. Chưa có. Dẫn vào ngoài này thì... Tí cô rào vào nhá. Đây cái ván gác ngang vào cái kia. Gác ngang cái đầu này là nó không dám vào đâu mà. Gác chéo vào. Rồi, ok. Đẹp rồi. Quá mịn rồi. Trong nhà đánh bóng một lượt rồi nhá. Đây. Đấy, bóng loáng nhá. Qua đây cũng xin cảm ơn chị Bình ở Nhà Trang với cả cô Tina, cô Thắm đã giúp cháu Pó láng được cái nền bê tông. Em này được đấy nhở? Em có phải đi làm xây không? Em vẫn đi xây mà. Vẫn đi nhận xây à? Vâng, vẫn đi nhận. Nhìn cách cầm bay cầm xoa là biết ngay. Với tỏa này chúng thợ xây. Tỏa này là phụ thôi phải không? Không đi máy đâu. Không đi máy à? Đấy thì mới bảo phụ thôi. Còn yếu. Còn yếu. Rồi, ok, dọn hết đi. Đồ đạc con vào ăn cơm đi. Trưởng thôn, đây. Ăn cơm này. Muộn rồi, xong rồi. À gác cối, gác cái cây vào đây. Tí nữa em xích chó vào được. Xích vào nhá. Không thì nó vào đây thì hỏng hết đấy nhá. Hai cái thước thì đâu rồi anh? Cái cổ. Láng nó mịn này rồi mà để chó nó vào thì hơi phí. Còn cái hiên ở ngoài này thì mai ngày kia em cô rảnh em cô sẽ đổ thẳng từ đầu kia sang đầu này sau. Vì vẫn còn thừa cát với thừa xi. Xi thừa 4 bao nữa. Đông quá cho các anh các chị ngồi trước nhá. Tại nhá. Tí mình ngồi sau nhá. Nhà là chật kín hết rồi. Để lại một mâm cho anh em làm sau. Tí đợi các cháu bên kia ăn cơm xong sẽ vào ăn. Cho thế thì tao xong rồi thì nào xong chưa cô? Xong rồi. Cảm ơn anh em đến giúp một câu. Vâng. Rất là cảm ơn anh đấy nhá. Cảm ơn anh nhá. Cô này cảm ơn chị Bình nhá, chị Bình ở Nha Trang với cả cô Thắm, cô Tina ở bên Mỹ.
là có giúp cháu có làm nền cô Thắm đấy, cô Tina Thắm. Mấy cô nhiều hơn hỗ trợ là cả mình, rất nhiều cô Ngáo hỗ trợ gia đình mình nhá. Em rất tiếp theo cho cô chuẩn nhất là chúc cô sức khỏe. Nào trưởng thôn. Ôi chả nói chị cho xong cái này à. Mời anh ước nhá. Nào mời hôm nay được mời cô Thắm với lại cô Tina chị Bình nhá. Chị Bình ăn cơm nhá. Giúp đỡ cháu Pó làm cái nền. Tấm lòng giúp em Pó làm cái nền. Đấy hôm nay là xong rồi. Thay mặt cho em Pó chúc chị Bình với lại cô Tina với lại cô Thắm. Vâng. Chúc luôn luôn có một cái sức khỏe dồi dào và hạnh phúc. Rồi. Hân thấy là chúc sức khỏe anh. Nào, mời anh em đi. Mời anh em đi. Xong chưa? Xong rồi. Tòa. Xong. Em không uống được. Không uống được. Công nhận cơn muộn ngon phết đấy. Ăn đi anh em ăn đi. Đói rồi. Cơm đi. Anh ăn cơm thôi. Thôi mời các cô các bác ăn cơm. Ăn đi, dùng đi. Thế bác nhiều lắm chị ta. Không ăn được à? Không ăn được cơm này. Từ xưa mà thật. Ăn một tí thôi à? Không đói à? Đói cũng ăn thế mà, không đói cũng ăn thế thôi. Mà con chỉ lo cho anh chứ sao nào à? Để tao cu. Thế thì chẳng xong à? Còn thứ chỉ khẩu. Cái gì cũng mà nó lá khẩu lá cho cậu. Là chúng ta chế thái tỏ co lo. Ê cũng những cái mình xuống này không. Thôi bây giờ mình cũng xin phép ăn cơm đây. Hẹn các bạn video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Rồi ăn cơm đi, ăn cơm đi. Anh em ăn cơm đi. Đói rồi. Ăn miền miền tay mèo. Ra lời cái lời đó nó rồi. Không phải cơm đâu, toàn mèn mén thôi nhờ. Mén thôi. Anh ăn được mèn mén không nhỉ? Ủa, nó cho mâm đây phải tạt tạt á? Tạt ư. Anh ước, cố gắng làm một bát nhá.